Chào mừng quý vị và các bác anh em đã đến với kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Trong video này thì Minh gửi tới các bác anh em như audio một con âm ly cổ ra đời vào năm 1970, chiếc ly Sony dòng âm ly Receiver có mã model là STR 6500, sử dụng 4 sò nghé suốt âm tụ, tiếng cực kỳ hay, là đối tác cho các dòng loa cổ, các dòng loa độ nhận cao và các dòng loa toàn giải. Những bác mà yêu cái chất âm ngoài cổ thì sẽ rất thích cái dòng này, bởi nó nghe nó rất là mộc mạc tự nhiên. Ở đây thì tiếp tục thì mình đang phối ghép chiếc Mi Sony 6500 này với cặp loa Calip con vua bát 40 ba đường tiếng phía sau rất là to, nghe rất là mộc mạc và ngọt ngào. Xin lỗi các bác có điện thoại. Thì mình cái điều lưu ý mà con âm ly mà mình đang chia sẻ với mọi người đây, tuy là ra đời năm 1960 nhưng mà nó còn vô cùng là đẹp ạ, tuyệt vời so với cái thời gian mà nó được sinh ra. Toàn bộ là mặt phay nhôm, núm nút phay nhôm, đầy đủ mọi chức năng, hoàn hảo, tốt. Với con âm ly Sony mà tiếng hay như thế này, mình chia sẻ tới mọi người và các bác anh em đang theo dõi video với mức giá là 3.500.000 đồng, Sony STR 6500, các bác anh em nhé. Đây là radio này. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Phó trực thuộc Sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phần hồ sơ đơn đề nghị chị Việt Nam thường trú mẫu 01, bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ. Như trong một lần lâu tôi biết.